Riêng cái phần vlog này thì có thể chúng ta phải tốn nguyên một cái môn học cho nó, nó không có quá đơn giản, không có quá đơn giản. Tuy nhiên thì trong 3 buổi chúng ta cũng có thể nắm được cái phần cốt lõi của nó, nắm được cái phần cốt lõi của nó. Thì như vậy cái tinh thần chúng ta là nắm được cái cốt lõi của vlog ha. Và những cái bạn nào chúng ta muốn muốn làm sâu hơn, muốn làm xa hơn thì chúng ta tự mình có thể tìm hiểu thêm để chúng ta làm được. Chúng ta cũng trong 3 buổi này nắm được cái phần cốt lõi của vlog. Lý do là cái nền tảng lý thuyết của vlog nó chính là những cái thứ mà chúng ta đã học. Chính là những cái thứ chúng ta đã học, nó là logic hall, nó là logic hall. Mà nền tảng của logic hall như vậy nó lại là logic vị từ. Và cái cách nó xử lý thì đó là dùng hợp giải SLD. Thì chúng ta cũng đã tìm hiểu sơ về hợp giải SLD buổi vừa rồi. Và chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ về cái hệ hợp giải, nhưng mà trong ngữ cảnh của cái logic mệnh đề. Thì đó là cái nền tảng lý thuyết của cái ngôn ngữ lập trình Vlock. Vlock nó là một cái hệ thống cho phép chúng ta xử lý tri thức trên máy, xử lý tri thức trên máy. Hay nói cách khác là nó hiện thực cái khái niệm mà chúng ta gọi là logic máy, logic máy. Và bước đầu nó giúp cho máy có khả năng suy nghĩ, suy luận như chúng ta. Đó là cái mục tiêu của cái lĩnh vực trí tuệ nhân tạo chúng ta biết rồi. Dĩ nhiên cái chuyện đó nó còn xa vời, nó còn xa vời. Tuy nhiên thì người ta đã làm được một phần, và một phần đó nó thể hiện trong cái ngôn ngữ lập trình Vlock này. Thì qua những cái bài này chúng ta sẽ bắt đầu làm thực tế, cho nên thì chúng ta cần phải cài đặt trên máy cái môi trường để chúng ta làm việc với cái ngôn ngữ lập trình đó. Ở đây tôi sẽ hướng dẫn mọi người cài đặt cái phần đó luôn, cho nên tôi mở mạng lên. Về nhà chúng ta có thể bắt chước cái phần này, còn không thì chúng ta sẽ cái từ khóa rồi chúng ta cũng có thể tự mình cài đặt được. Cái ngôn ngữ lập trình của chúng ta là Vlock. Là Vlock. Thì chúng ta xài một cái môi trường phát triển nó gọi là SW2 Vlock. Vlock là một cái ngôn ngữ lập trình, là một ngôn ngữ lập trình, nhưng mà cái môi trường để chúng ta làm việc với nó thì nó có nhiều. Giống như chúng ta có ngôn ngữ lập trình C, nhưng mà chúng ta có nhiều cái môi trường, tức là cái chương trình trên máy giúp chúng ta làm việc với ngôn ngữ đó. Nhiều ví dụ như Boolean C hay là Microsoft và Visual C chẳng hạn. Nhiều cái hãng khác nhau người ta cung cấp cái môi trường khác nhau để làm việc với cái ngôn ngữ đó. Như vậy chúng ta có cái ngôn ngữ cố định ở đây là Vlock ha, nhưng mà có nhiều cái môi trường khác nhau để chúng ta làm việc. Thì chúng ta chọn cái môi trường SWI Vlock này. Đây là một cái môi trường miễn phí, miễn phí. Chúng ta có thể download và chúng ta làm việc. Và nó cũng là cái môi trường có thể nói là tốt, khá tốt, thậm chí có thể nói là tốt, tốt nhất ha, nằm trong số tốt nhất. Cái môi trường giúp chúng ta làm việc với ngôn ngữ Vlock. Thì cái trang chủ của nó ở đây. Rồi, mọi người có thể coi thêm về cái trang này, nó có những cái thảo luận này kia vân vân ha. Thì chúng ta đến cái chỗ cái trang download để chúng ta đào cái môi trường phát triển về. Thì chúng ta vào cái chỗ cái stable release. Đây là những cái phiên bản của cái môi trường mà nó đã ổn định rồi. Tức là nó phát hành cũng mấy năm về trước rồi. Và người ta đã có feedback, đã có sửa lỗi này kia vân vân ha. Thì chúng ta nên chọn cái này. Còn ví dụ cái development release là những cái môi trường mới hơn, những cái phiên bản mới hơn.
nhưng mà người ta vẫn đương còn thử nghiệm trên đó, nó có thể có lỗi này kia. Thì chúng ta vào trong cái stable release đó, bên trong này chúng ta thấy nó có những cái file cài đặt, chúng ta có thể download những cái file cài đặt cho cái môi trường đó. À, đây chúng ta có nhiều cái lựa chọn, lý do là nó có thể chạy trên nhiều cái hệ điều hành và nhiều cái version khác nhau của cái hệ điều hành. Thì chúng ta máy này dùng Windows ha, dùng Windows thì chúng ta sẽ chọn cái link này. Thì đối với Windows thì chúng ta cẩn thận cái bản Windows 32 bit hay là 64 bit. À, thì máy này nó là 32 bit thì đáng lẽ đa số máy của các bạn nó cũng vậy. Trừ những cái máy rất mới chúng ta cài Windows 7 mà chọn 64 bit chẳng hạn, vậy thì chúng ta sẽ dùng cái bản dưới này ha. Như vậy tôi chọn cái bản này. Nó đường đào xuống ở đây ha. Rồi chúng ta còn một cái thứ nữa cần phải tải xuống, một cái thứ nữa, mặc dù mình cái này cài xong chúng ta đã làm việc được với Block rồi, tuy nhiên thì làm với nó vẫn còn hơi khổ một xíu. À, thì chúng ta cần một cái nữa, thì chúng ta sạc lại trong Google ha, có lẽ nó không để ở chỗ này. Chúng ta cần một cái nữa nó gọi là cái WI Block Editor, có thêm chữ Editor nữa. Đây là một cái công cụ giúp chúng ta làm việc với Block nó dễ hơn xíu nữa, nó dễ hơn xíu nữa chúng ta sẽ thấy nó dễ hơn chỗ nào. Thì hình như nó cũng nằm ở trong cái trang này đó, mà nãy tôi chưa có tìm ra cái chỗ nào ha. Thì ở đây nè, nó có cái trên Windows này nè, sử dụng cái WBlock Editor này ha. Vậy thì tôi cũng nhấp vào đây, tôi tải luôn cái đây ha, nó vào một cái trang khác, có do cái người khác phát triển. Thì cái chúng ta đào khi nãy á, nó là cái lõi của cái môi trường có thể làm việc với Word, còn cái này là cái vỏ bọc bên ngoài, nó sẽ giúp chúng ta làm dễ hơn. Ở đây tôi download cái đó xuống. Rồi tôi đã download xong cả hai cái thành phần này. À, thì sau đó tôi chạy cái này, tôi chạy cái thứ nhất ha, cái con chim cú đó. À, thì mọi người cứ cài bình thường thôi, có lẽ mọi người đều biết cài đặt rồi. Cứ ở đây tôi trở lại này, mới đầu chạy lên nó ra như này thì chúng ta create thôi. Rồi sau đó là next ha, rồi cứ next, rồi cứ install vân vân. Đợi một xíu thì nó lấy xong thì chúng ta nhấn finish này. À, thì nó báo là đã cài đặt hoàn thiện. Chúng ta có đọc cái file readme không, này no cũng được ha, chúng ta không cần đọc file readme đâu. Sau đó thì chúng ta cài cái thứ hai mà chúng ta đã download. Cái file thứ hai đó thì nó lại là cái
cái file file nén ha, file nén thì chúng ta chỉ cần giải nén cái file này ra, giải nén cái file này ra để chỗ nào cũng được. Tôi đã giải nén nó ra ha, cái file setup này. Rồi trong này nó có cái file setup file này, để chúng ta chạy cái file này lên. Thì cái file này lưu ý là cái này nó chỉ chạy đúng khi mà chúng ta đã cài cái kia trước đó ha. Cái con cú hồi nãy là cái lõi, cái này là cái bọc bên ngoài, thì nó phải có cái lõi đó xong rồi thì chúng ta mới cài cái này. Thì phải cài đúng thứ tự ha, cài đúng thứ tự. Rồi sau đó chúng ta nhấn install, nó chạy rất là nhanh. Rồi chúng ta nhấn close. Rồi nếu mà mọi thứ nó êm xuôi, chúng ta sẽ có cái màn hình như thế này. Đây à, trên này có ghi là SWA Flow Editor, và chúng ta có thể bắt đầu làm việc với Flow rồi à. Và cái này nó nằm đâu? Nếu chúng ta cài một cách mặc định thì chúng ta sẽ có cái biểu tượng của cái môi trường phát triển Flow ở đây. Chúng ta chạy cái này lên ha. Đây, chúng ta đã có thể làm việc với Blog. Rồi thì bữa này chúng ta sẽ làm quen với Blog, cho nên thì chúng ta sẽ làm việc với cái môi trường này. Nhưng mà trước hết thì chúng ta sẽ nói sơ qua lại cái Blog nó là cái gì. Cái trước hết cái tên gọi của cái Blog, người ta hay gọi đó là một cái ngôn ngữ lập trình à, ngôn ngữ lập trình, đúng hơn là ngôn ngữ lập trình logic. Ngôn ngữ lập trình logic tức là một cái logic programming language. Chúng ta đã biết về ngôn ngữ lập trình như C, C cộng cộng, đúng không? Thì người ta thường nói đó là những cái ngôn ngữ lập trình thôi. Bởi vì C, C cộng cộng đó là những cái ngôn ngữ lập trình mà chúng ta có thể hầu như là mọi viết mọi cái chương trình trong đó. Hay nói cách khác, cái mục đích của cái ngôn ngữ lập trình đó là để viết những cái ứng dụng thông thường, ứng dụng thông thường. Cho nên thì người ta không có kèm theo cái chữ gì đối với ngôn ngữ lập trình đó. Còn cái block nó là cái ngôn ngữ lập trình logic. Ý nói là chúng ta dùng cái ngôn ngữ lập trình này để chúng ta làm việc với logic, à, với tri thức. À, với tri thức. Thì bản thân cái block nó là viết tắt của program, ba chữ đầu nè. PRO đó là Programming Language, tức là ngôn ngữ lập trình. Và cái log này nó chính là logic, viết tắt của logic, ba chữ sau đó. À đây ha. À, việc chúng ta viết một cái chương trình thì người ta gọi là lập trình, viết chương trình là lập trình. Thì viết chương trình nó là cái gì? À, đó là việc viết một cái đoạn văn, viết một cái đoạn văn hay là viết một cái bài văn. Giống như một cái nhà văn người ta viết một cái bài văn. Thì khi người ta viết một cái bài văn như vậy thì người ta phải dùng cái ngôn ngữ nào để người ta mô tả cái điều người ta muốn nói. Tức là viết bài văn chẳng qua là mô tả một cái nội dung nào đó. Ở đây ví dụ như người ta kể một cái câu chuyện nào đó chẳng hạn ha. Ví dụ một cái cuốn sách tiểu thuyết kiếm hiệp chẳng hạn, thì kể một cái câu chuyện kiếm hiệp. Thì cái việc đó nó giống như việc lập trình thôi. Ở đây cốt lõi đó là gì? Người ta phải dùng một cái ngôn ngữ gì đó ha, ngôn ngữ gì đó để người ta viết cái câu của người ta ha. Và toàn bộ các câu đó nó sẽ mô tả cho một cái nội dung gì đó. Lập trình như vậy chẳng qua là việc viết văn thôi, làm văn. À, nó khác biệt ở chỗ là cái việc chúng ta làm văn á, hay là viết tiểu thuyết kiếm hiệp chẳng hạn, thì chúng ta dùng ngôn ngữ tự nhiên ha. Và cái điều muốn nói trong đó, cái nội dung trong đó là những cái điều thông thường, bình thường. Còn lại khi chúng ta viết chương trình, chúng ta cũng làm văn, nhưng mà chúng ta dùng cái ngôn ngữ không phải là ngôn ngữ tự nhiên, mà chúng ta dùng một cái ngôn ngữ trên máy ha, một cái ngôn ngữ hình thức trên máy, là một ngôn ngữ nhân tạo. Đó là ngôn ngữ lập trình. Và cái điều chúng ta muốn nói
không phải là những cái điều bình thường nữa, mà cái điều chúng ta muốn nói đến đó là cái việc xử lý hay làm cái gì đó trên máy, làm những gì đó trên máy. Chúng ta ví dụ viết một cái chương trình để tính giải giải một cái phương trình bậc hai chẳng hạn, viết một cái chương trình để giải phương trình bậc hai. À, vậy thì ví dụ chúng ta dùng ngôn ngữ C, à, vậy thì chúng ta sẽ mô tả hay là viết một cái bài văn C, à, tức là bài văn bằng ngôn ngữ C, đó là một cái ngôn ngữ lập trình phổ biến. Và mục đích của cái bài văn đó là mô tả cái việc thực thi trên máy, à, trong đó bao gồm việc nhận cái dữ liệu từ người dùng, đó là các hệ số của cái phương trình bậc hai đó, và cái thao tác để đi tìm ra cái nghiệm đó và cái việc xuất ra cái kết quả cho người ta biết cái nghiệm đó. À. Thì bây giờ khi chúng ta lập trình trên cái ngôn ngữ lập trình logic thì thế nào? À, thì cái việc lập trình, tức là việc viết chương trình trên cơ sở trên cái ngôn ngữ lập trình logic, thì đó là cái việc chúng ta mô tả cái cơ sở tri thức kho theo cái cú pháp của cái ngôn ngữ lập trình logic đó. À, thì một chương trình trong cái chương trình chúng ta chính là bài văn đó, ha, chính là bài văn. Nhưng mà ở đây trong cái logic thì cái bài văn đó chúng ta muốn mô tả về cái tri thức, vậy thì chương trình nó chẳng qua là một cái cơ sở tri thức thôi, cơ sở tri thức. Nhưng mà chúng ta làm việc trên máy thì chúng ta đã biết rồi cái lợi ích của logic home, vân vân, cho nên nó sẽ trong cái khuôn khổ của logic home thôi, chứ không phải là một cái logic vị từ tổng quát. À, hay chúng ta còn gọi nó là cái cơ sở tri thức hạn định. Khi chúng ta dùng block thì chúng ta phải theo cái kiểu của block nữa, nghĩa là cơ sở tri thức kho là nền tảng, mọi người phải viết theo kiểu cơ sở tri thức kho. Tuy nhiên chúng ta có nhiều ngôn ngữ lập trình logic, không chỉ block thôi, nhiều cái nữa. À, cho nên một số cái nó lại có cái quy tắc mô tả riêng của nó nữa, thì như vậy chúng ta phải theo cái cú pháp hay là theo cái quy tắc của cái ngôn ngữ của lớp. Những cái bước để chúng ta làm được cái chuyện đó, ha, làm được cái chuyện là lập trình trên cái ngôn ngữ của lớp thì nó gồm ba cái bước cơ bản. Thì như vậy ở đây tóm lại ha, việc lập trình hay là viết chương trình logic thì nó chẳng qua là việc viết hay là mô tả cái cơ sở tri thức kho theo cú pháp của block. Thì chúng ta sẽ cần có 3 bước để chúng ta có thể làm được chuyện đó. À, cái bước thứ nhất là chúng ta khám phá cái tri thức của bài toán và chúng ta hình thức hóa nó thành logic vị từ. Mọi cái chương trình trên máy thì cuối cùng đều là làm cái gì đó, làm cái gì đó, hay nói đúng hơn là giải một cái bài toán nào đó. Ví dụ cái chương trình mà giải cái phương trình bậc hai mà tôi vừa nói khi nãy, nó giải cái mục đích của nó là đi giải cái bài toán phương trình bậc hai. Vậy thì chúng ta bước đầu tiên là khám phá cái tri thức của cái bài toán mà chúng ta cần giải đó, à, và chúng ta phải hình thức hóa nó thành logic vị từ. Tri thức có thể là người ta mô tả sẵn cho chúng ta trong cái bài toán, nhưng mà ở dạng của ngôn ngữ tự nhiên, vân vân, hay là chúng ta tự mình khám phá ra, vân vân, thì chúng ta đều phải hình thức hóa nó thành logic vị từ, vì đây là cái nền tảng của logic home. Rồi chúng ta qua cái bước thứ hai là chúng ta tổ chức, chúng ta tinh giản và chúng ta chuyển cái tri thức dạng logic vị từ đó về dạng home. À, tại sao chúng ta cần tổ chức? À, bởi vì chúng ta phải chọn tất cả tri thức đó lại trong một cái tập, chúng ta gọi là cơ sở tri thức mà, trong đó có quan hệ với nhau. Ví dụ các hàng chẳng hạn, thì nó có phạm vi trong toàn bộ cơ sở tri thức, rồi vị từ nó cũng như vậy. À, mà chúng ta nói chung là phải tổ chức nó lại trong một cái tập hay là một cái cơ sở tri thức, à, để cho nó ví dụ không có mâu thuẫn với nhau, không có câu nào ví dụ câu này đúng thì câu kia phải sai là không được. À, cái cơ sở tri thức như vậy là mâu thuẫn, mà mâu thuẫn thì chúng ta không bao giờ thỏa mãn được chẳng hạn. Thì cái cơ sở tri thức của chúng ta như vậy nhất nó phải là thỏa mãn được.
nó không có mâu thuẫn. Rồi ví dụ chúng ta có cái chuyện là tinh giản, lý do là có thể chúng ta có những cái tri thức nó dư thừa, tức là ở trên đã có nhưng dưới này cũng có chẳng hạn. Ví dụ chúng ta có một cái tri thức mà đúng cho với mọi, tức là một cái sự kiện chung, thì những cái tri thức mà riêng cho từng đối tượng chẳng hạn, vậy thì là dư thừa. Ví dụ chúng ta nói là chúng ta phát hiện là gì, ai cũng chết hết, mọi người ai cũng chết, vậy thì cái tri thức riêng như là Socrates phải chết hay là cái gì đó vân vân, thì đó là cái tri thức có thể nói tạm nói là dư thừa. Dư thừa, bởi vì đương nhiên nó phải vậy nếu mà chúng ta có cái tri thức kia rồi. Thì sau cái bước 2 chúng ta làm cái bước 3 là chúng ta viết cái tri thức kho đó thành chương trình logic theo cú pháp của ngôn ngữ lập trình logic, ở đây là block. Trong những cái bước này thì cái bước 3 là bước dễ nhất, bước 3 là bước dễ nhất. Bước 1 là cái bước khó nhất. Nhưng mà thường khi mọi người được yêu cầu làm bài tập ở đây vân vân, chúng ta sẽ nhận một cái bài toán cực kỳ đơn giản, bài toán rất đơn giản mà cái công việc chúng ta khám phá tri thức vân vân thường nó không có gì nhiều trong đó, cho nên cái công việc chúng ta phần lớn như vậy lại trở thành bước 3. Cho nên chúng ta thấy có lẽ bước này chiếm cái khối lượng hay là cái thời gian nó nhiều, nhưng mà thực tế rằng đây là cái bước dễ nhất, bước dễ nhất. Còn trong một cái bài toán thực tế, bài toán khó vân vân, thì nếu chúng ta không làm được bước 1 này thì rõ ràng dĩ nhiên chúng ta không làm bước 2 và bước 3, thì cái thành bại của chúng ta chủ yếu ở cái bước 1, chủ yếu ở cái bước 1. Rồi thì khi chúng ta đã khám phá cái cơ sở tri thức xong rồi thì chúng ta sẽ ở đây cái này là để nêu nè, tôi nhắm cái nút này nha. Như vậy chúng ta thấy nó tạo ra chúng ta một chỗ và chúng ta có thể gõ code vào đây. Vậy thì cái chỗ này ở trên này nó là chỗ để chúng ta gõ cái chương trình block đó, gõ cái chương trình block. Vậy thì tôi cần gõ chương trình ở đây. Chương trình này chẳng qua là cái cơ sở tri thức thôi, cơ sở tri thức. Bây giờ ví dụ tôi gõ nè, px chẳng hạn. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về cú pháp của nó vân vân, nhưng mà ở đây tôi đang mô tả một cái sự kiện, một cái phép chung, đó là gì, mọi đối tượng đều có tính chất b, mọi đối tượng đều có tính chất b, mọi đối tượng đều có tính chất b. Vậy thì công việc của lập trình viên giả sử là xong ở chỗ đó. Giả sử bài toán chúng ta nó đơn giản như vậy, chúng ta khám phá là cái gì, tức là mọi đối tượng đều có tính chất b đó. B là gì thì phải dựa trên cái diễn giải mà lập trình viên xây dựng trên đó, tùy theo cái bài toán. Rồi, công việc lập trình viên là xong. Thì sau khi lập trình viên làm xong rồi, thì chúng ta sẽ bàn giao cái tri thức này cho block bằng cách chúng ta nhấn cái console ở đây. Nhấn cái nút console. Console này ý nó là gì? Giao cái tri thức này cho block hay là nạp cái tri thức đó, cơ sở tri thức đó vào trong đầu của block, vào trong block. Thì đây nó cần phải lưu cái cơ sở tri thức này lại. Thì tôi lưu lại ở đây. Sau đó thì dĩ nhiên chúng ta không, chúng ta lưu một lần sửa thì chúng ta lưu, tôi nhấn cancel nè, và chúng ta thấy ở đây nó báo ra vâng ha là nó đã đọc cái cơ sở tri thức này, và nếu có lỗi hay cái gì đó nó sẽ báo lỗi và chúng ta phải sửa lại, tức là chúng ta viết sai cú pháp, còn mọi thứ êm xuôi thì block sẽ tiếp nhận cái cơ sở tri thức đó. Thì người dùng cái chương trình logic này, người ta có thể khám phá hay là truy vấn cái tri thức đó ở trên cái cửa sổ này, ở dưới này, chỗ dấu hỏi này này. Vậy thì ví dụ tôi muốn hỏi là đối tượng A, lưu ý A là Hằng nè, nó có cái tính chất B phở hay không? Đối tượng A có tính chất B phở hay không? Vậy thì tôi như gõ và tôi nhấn Enter. Khi tôi nhấn Enter thì tôi giao cái truy vấn này cho block xử lý, và block thực hiện cái bài toán suy diễn mà chúng ta đã nói để kiểm tra xem cái truy vấn này có là hệ quả logic của cái cơ sở tri thức này không, và nếu có thì nó sẽ báo ra true, ở đây là true. Ở đây tại sao true? Lý do đơn giản, cơ sở tri thức chúng ta nói mọi đối tượng đều có tính chất B. Ở đây chúng ta hỏi là cái thằng A một đối tượng cụ thể nó có tính chất B hay không, thì đương nhiên nó là có, nó là có.
Và bây giờ ví dụ tôi hỏi là thằng B nó có tính chất A không? Thì dĩ nhiên nó cũng là có. Nó cũng là có. Và bây giờ ví dụ cơ sở tri thức này tôi viết lại nó cụ thể hơn. Nó là một cái phép cụ thể. Ở đây chúng ta nói là gì? À, thằng A có tính chất B. Và dĩ nhiên là chỉ mình thằng A có tính chất B thôi. Tôi nên như vậy. Tôi cancel cái này. Rồi tôi hỏi lại. Thằng A có tính chất B không? Thì bộ lớp báo là có. Và tôi hỏi là thằng B, cái bò có tính chất B phải hay không? Thì báo báo là thôi. Bởi vì cái B bò này, cái câu đó nó không phải là hệ quả logic của cái này. Thì như vậy đó là cái cách, cái mô hình hoạt động của Pavlov. Tóm lại đó là gì? Lập trình viên sẽ mô tả cái tri thức của bài toán trong cái chương trình logic. Đó chính là một cơ sở tri thức logic, cơ sở tri thức kho, viết theo cú pháp của Pavlov. Rồi khi chúng ta coi xong chương trình rồi, vậy thì ai đó muốn xài chương trình đó, có nghĩa là ai đó muốn khám phá tri thức từ cái chương trình đó, hay là từ tri thức của cái chương trình đó. Vậy thì giả sử bây giờ chúng ta xong rồi, chúng ta xong cái việc viết chương trình rồi, vậy thì ai đó muốn xài cái tri thức hay là muốn khám phá tri thức trong đó thì phải chạy cái này lên. Rồi phải nạp cái cơ sở tri thức đó lên, như vậy phải open cái cơ sở tri thức đó lên đây, rồi phải làm cái thao tác là nạp cái cơ sở tri thức đó vào trong blog để nó xử lý trên đó, và sau đó bắt đầu xài xài bằng cách là đưa ra cái câu hỏi trên tri thức đó hay là truy vấn tri thức, và khi hỏi thì blog sẽ trả lời. Thì blog tiếp nhận cái câu hỏi đó, tôi nhấn enter nè, vậy thì tôi bàn giao câu hỏi đó cho blog, blog nhận và suy diễn trên cơ sở tri thức và đưa ra cái câu trả lời cho chúng ta. Đó là cái mô hình hoạt động. Người dùng chương trình sẽ truy vấn hay hỏi tri thức, blog sẽ tiếp nhận cái truy vấn và suy diễn, suy diễn và sau đó đưa ra trả lời. Thì cái cách làm việc này nó rất giống cái cách làm việc của một cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu. Ở đây có vẻ mọi người chưa có học, nếu cái môn này là một trong những cái môn đầu tiên. Thì đương nhiên cái rất là nhiều môn cái mọi người sẽ học về hệ quản trị cơ sở dữ liệu, bởi vì nói chung nhiệm vụ quan trọng hơn của cái máy của chúng ta không phải là làm việc với tri thức mà làm việc với dữ liệu. Máy nó là một cái phương tiện lưu trữ và xử lý và cho phép chúng ta rút ra hay là truy vấn cái dữ liệu. Đó là cái nhiệm vụ ban đầu của nó và là nhiệm vụ quan trọng nhất. Thì sau này dĩ nhiên là chúng ta muốn tiến xa hơn thì thay vì làm việc với dữ liệu chúng ta làm việc với tri thức, làm việc với tri thức. Nhưng mà cái cách như vậy cũng na ná như nhau. Thì khi chúng ta làm việc với dữ liệu thì chúng ta có cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu và chúng ta mô tả dữ liệu, đưa dữ liệu cho cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó, và khi chúng ta rút trích dữ liệu thì chúng ta truy vấn dữ liệu và cái hệ quản trị đó nó sẽ giúp chúng ta lấy về dữ liệu chúng ta cần quan tâm. Còn ở mức cao hơn khi chúng ta làm việc với tri thức thì chúng ta sẽ dùng một cái hệ quản trị cơ sở tri thức, ở đây nó là bộ lọc để giúp chúng ta làm cái việc tương tự như vậy nhưng mà trên tri thức. Rồi có vài thứ chúng ta cần phải nói. Ở đây đầu tiên đó là cái ngôn ngữ mà chúng ta mô tả cái chương trình này là cái gì, hay làm sao chúng ta và ghi ra mà blog hiểu được, nó hiểu nó mới giúp chúng ta xử lý chứ. Vậy thì cái ngôn ngữ chúng ta mô tả ở đây không phải là ngôn ngữ tự nhiên mà chính là logic for và phải theo cái yêu cầu của blog xíu nữa ha, chúng ta sẽ nói sao. Như vậy tạm thời là chỗ này đã ổn rồi, chúng ta dùng cái logic for hay là logic hạn định. Như vậy thì chương trình này nó sẽ là một tập câu và mỗi câu như vậy là một cái mệnh đề hạn định, nghĩa là một cái sự kiện hoặc là một cái luật. Và cái nữa là bây giờ khi chúng ta truy vấn thì chúng ta đặt câu hỏi và chúng ta nhờ blog trả lời,
thì chúng ta không không đặt cái câu hỏi theo nghĩa thông thường. Ví dụ đây tôi không hỏi là à, thằng C có tính chất B, rồi tôi không gõ cái câu đó, tôi đưa dấu hỏi vân vân, và chúng ta cũng hỏi ý y như vậy, nhưng mà phải dùng cái ngôn ngữ đơn giản hơn nhiều, đó chính là một cái tri vấn hạn định. Tri vấn hạn định thì chỗ này chúng ta phải gõ tri vấn hạn định và enter và option sẽ trả lời. À, thì cái tri vấn hạn định chúng ta đã biết rồi, thì nhắc lại ở đây là ngữ nghĩa ha, tri vấn hạn định nó là cái dạng câu như thế này nè, thì lưu ý rằng à, như vậy có biến trong cái tri vấn hạn định thì nó là tồn tại, chúng ta sẽ nói thêm cái này nữa. Và khi block tiếp nhận vân vân thì như vậy nó sẽ đi suy diễn, nếu mà trong cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu thì nó sẽ rút ra dữ liệu, nhưng mà dữ liệu đó phải là dữ liệu rút ra được. Ví dụ chúng ta có một cái cơ sở dữ liệu về kết quả học tập của sinh viên, bây giờ tôi muốn đi tìm dữ liệu hay là tôi muốn tư vấn dữ liệu, à lớp này bạn nào học giỏi nhất, lớp này bạn nào học giỏi nhất, vậy thì cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu đó nó tiếp nhận câu hỏi của chúng ta và nó dựa trên cái dữ liệu đã có để nó tìm ra hay là nó suy diễn ra cái kết quả là cái bạn sinh viên học giỏi nhất lớp. Vậy thì rõ ràng cái dữ liệu mà nó rút ra đó nó không phải là cái gì mới, nó không được phép là cái gì mới, à nó phải được suy từ những cái đã có, nhưng mà nó mới theo kiểu là những cái đã có đó nó không có trực tiếp trong cơ sở dữ liệu, chúng ta sẽ không có lưu trữ trực tiếp hay là không có trực tiếp cho biết là bạn nào giỏi nhất lớp, tôi sẽ không có lưu là à bạn nào giỏi nhất lớp vân vân, mà như vậy để tìm ra cái bạn giỏi nhất lớp chúng ta dựa trên cái dữ liệu là điểm số của từng bạn sinh viên, và cái hệ quản trị cơ sở dữ liệu chúng ta như vậy nó phải so từng bạn sinh viên trong đó và nó tìm ra cái bạn có điểm cao nhất, vậy thì bạn đó chính là bạn học giỏi nhất lớp, vậy thì cái dữ liệu đó nó là hệ quả của những cái dữ liệu kia. À, nói nôm na là như vậy, nhưng mà cái khái niệm đó định nghĩa cũng rất là khó, rất là khó. Tuy nhiên ở đây khi chúng ta làm việc với tri thức thì cái hệ quả đó, cái ý chúng ta nói về hệ quả, về suy diễn đó, cái mới nhưng mà không được mới, mới nhưng mà không phải mới vân vân đó, thì nó định nghĩa chính xác bằng cái khái niệm là hệ quả logic. À, như vậy thì cái công việc suy diễn của block như vậy đó đơn giản là đi giải cái bài toán chứng minh đó. À, giải cái bài toán chứng minh. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm thử trên block với ví dụ chúng ta có một cái cơ sở tri thức, nó là gì, à là người thì ai cũng phải chết, và cái thứ hai nói, à xin lỗi, cái thứ nhất nói là gì, à Socrates là người, và cái thứ hai nói là gì, là người thì ai cũng phải chết, thì chúng ta có hai cái câu như vậy, và ở đây nó đã là logic hole rồi. À, ví dụ đề cho như vậy luôn rồi thì khám phá tri thức không có gì nữa, chuyển về logic hole cũng không có gì nữa, nó là logic hole rồi ha. Thì bây giờ cái công việc của chúng ta như vậy khi mô tả cái tri thức này cho block là chúng ta viết lại theo yêu cầu của block, theo yêu cầu chúng ta sẽ nói thêm cái yêu cầu đó. À, bây giờ giả sử là block nó đã tiếp nhận cái yêu cầu này. Tôi viết luôn vào đây ha, tôi viết luôn vào đây. Thì tôi sẽ nói luôn cái yêu cầu đó, với cái này có lẽ mọi người đọc thêm như nhà thì chúng ta sẽ thôi. Ví dụ ha, bây giờ chúng ta viết ở chương trình ở đây thì chúng ta phải viết ở đây. Thì như vậy chúng ta có hai câu. Thì chúng ta như vậy, ví dụ tôi viết hoặc là người chẳng hạn. Thì ở đây không được phép dùng cái dấu gạch thôi, chúng ta dùng dấu dưới này. À, là người. Rồi Socrates. Đây, cái câu 1 này tôi viết lại theo block là viết như thế này. Có cái chỗ nào đó nó chỉnh cái phông nó to lên một xíu ha, để cho mọi người dễ nhìn. Đây. Câu thứ nhất chúng ta viết thành block viết như thế này. Vậy thì cái yêu cầu ở trong này đó là gì?
À, kết thúc một câu chúng ta phải có dấu chấm. Đây, dấu chấm nè. Viết xong câu phải có dấu chấm. Thì cái này cũng giống như yêu cầu của cái ngôn ngữ bình dân, ngôn ngữ thông thường chúng ta. À, kết thúc câu có dấu chấm thôi. Đó là cái yêu cầu thêm thứ nhất ha. Cái thứ hai đó là gì? Đó là cái vị từ thì chúng ta phải viết thường. Đây, tôi không có viết viết hoa, không được phép viết hoa chữ này. Phải viết thường. Và cái dấu thì tránh dùng những cái dấu đặc biệt, ví dụ dấu trừ này nó đặc biệt, trừ này sẽ dùng cho trừ hai số chẳng hạn, cho nên chúng ta dùng cái dấu này. À, thì những cái quy tắc rườm rà, quy tắc cụ thể đó thì nó cũng dĩ nhiên nó không thay đổi cái bản chất hơn chỗ này nha. Rồi cái nữa là gì, cái hàng thì chúng ta cũng phải viết thường chỗ này, chữ này viết thường. Rồi đơn giản như vậy, đây là câu thứ nhất. Bây giờ cái câu thứ hai đó là luật thì chúng ta phải viết như thế này. Bây giờ đây là Lolis Hon rồi, nhưng mà trong blog chúng ta không có viết theo cái chiều xuôi như thế này, mũi tên chúng ta đảo ngược lại. Tức là chúng ta phải viết phải chết trước và là người chúng ta viết sau. À, vậy thì chỗ này đó là phải chết và là người chúng ta phải viết sau ở đây. Kết thúc câu có dấu chấm. Vậy thì đây vài quy tắc đầu tiên là luật thì chúng ta phải đảo chiều lại. Đảo chiều lại và chúng ta viết cái head trước, cái body viết sau. Rồi cái biến, ý ở đây là biến thì chúng ta phải viết hoa, biến thì phải viết hoa. Dĩ nhiên chúng ta có thể đặt là x y z hay là thậm chí x 1 x abc hay là gì đó vân vân. À, nhưng mà phải viết hoa. Rồi cái nữa là gì, cái lượng từ với mọi này chúng ta không cần viết vào. Lý do là gì, đã là luật thì mọi biến đều phải đi với mọi, phải đi với mọi, cho nên chúng ta không cần mô tả cái này. Block biết đây là biến à, chúng ta không không có thì chúng ta có khi hiểu lầm là biến hay là hàng. Ví dụ trên này nè, à, chúng ta hiểu lầm là biến hay là hàng, bởi vì nếu mà chỗ này là biến thì chỗ này sẽ là với mọi cái đó, nhưng mà đã quy ước là gì, hàng phải viết thường, biến viết hoa, cho nên theo cái quy ước đó phát hiện ngay đây là hàng, do đó chỗ này sẽ không có cái lượng từ gì đi hết. À, nó đâu có biến đâu mà kết buộc. Còn dưới này là biến thì đương nhiên nó phải đi với mọi. Như vậy block sẽ tự động thêm với mọi khi mà nó xử lý. Để tránh chúng ta gõ. Mà khi chúng ta gõ thì lại dùng ký hiệu gì? À, cái chữ với mọi nó khó gõ nữa. Nhưng mà gõ là dư lý do là đương nhiên nó phải với mọi. Cho nên chúng ta không cần. Không cần. Vậy thì tôi đã làm xong, tôi có thể lưu lại. À, lưu lại ở đây nè, ở trên này á, là những cái ghi chú thôi. À, trong blog này chúng ta dùng cái dấu phần trăm này để chúng ta ghi chú. Ví dụ đây là cơ sở tri thức, do ai làm nó, ngày nào và ý nghĩa của nó vân vân. Hay là từng cái cơ sở tri thức này nè, ngữ nghĩa của nó là gì vân ha. Ví dụ Socrates là người, chúng ta có thể diễn giải thêm như vậy, tự mình diễn giải để rõ hơn vân vân. Thì đó là cái thông tin của lập trình viên. Vâng, thì chúng ta có thể dùng cái cách ghi ghi chú như vậy ha, là người thì ai cũng phải chết chẳng hạn. Dĩ nhiên cái thông tin này chẳng có ích gì cho block hết, block chỉ nhận hai cái câu logic theo cú pháp của nó đây, còn này là do cho chúng ta đọc thêm ha, để chúng ta ấy, vâng vâng tôi lưu lại. Sau đó tôi đã xong công việc của lập trình viên ha. Thì sau đây sẽ là công việc của cái người tri vấn cái này, tức là người dùng chương trình. Thì trước hết người ta phải consume cái chương trình đó, nếu không thì người ta phải open nó lên rồi consume ha. Thì sau đó người ta xài, sau đó người ta xài. Rồi ở đây à, giả sử người ta muốn biết là Socrates có phải là người hay không, người ta muốn hỏi là Socrates có phải là người hay không, thì dĩ nhiên không gõ cái câu này, phải gõ theo cái cú pháp ở đây. Là người Socrates, là người là vị từ, Socrates là cái hàng. Như vậy câu là người Socrates này đây là một cái công thức đơn, như vậy đó là một tri vấn hạn định, đó là tri vấn hạn định. Như vậy chúng ta không được phép gõ như thế này mà phải gõ như thế này. Và tôi hỏi nè, Socrates có phải là người hay không? Và dĩ nhiên phải theo quy ước của block, hàng viết thường vân vân, chúng ta đã nói hồi nãy rồi. Kết thúc câu phải có dấu chấm. Sau đó tôi enter, block sẽ giúp chúng ta trả lời. Câu trả lời ở đây là true. À, câu trả lời ở đây là true. À, tại sao block trả lời true?
Gốc trả lời true ý nghĩa là cái câu truy vấn này, câu truy vấn hạn định là người stress này là hệ quả của trên này. Đúng như vậy. À, nếu mà câu 1, câu 2 đúng thì đương nhiên câu truy vấn này đúng, bởi vì câu này chính là câu 1 luôn mà. 1, 2 đúng thì đương nhiên câu này đúng, cho nên câu này phải là hệ quả cái này. Cho nên câu trả lời là true. True ở đây nói là nó là hệ quả logic. Còn lại cái người dùng tri thức chúng ta hiểu là a à, đúng, Socrates là người. À. À, có vẻ câu trả lời của Glock tu đương nhiên là đúng rồi, nhưng mà dễ. Nhưng mà ví dụ chúng ta hỏi khó hơn một xíu, chúng ta hỏi là Socrates có phải chết hay không, thì cũng vậy, chúng ta phải hỏi theo kiểu của truy vấn hạn định. Phải chết ha, tôi sửa cái chữ này lại một xíu, tôi cần xuân lại nè, rồi tôi hỏi là Socrates có phải chết hay không. Mọi người đừng nên gõ tiếng Việt nha ha, cái việc xử lý tiếng Việt có thể nó không tốt. Rồi tôi enter thì thầy cũng trả lời true. À, ý nói là gì, chúng ta hiểu là Socrates không phải chết. À, nhưng mà rõ ràng cái phải chết Socrates này nó cũng là hệ quả của trên này, nhưng mà nó khó hơn, khó để thấy chuyện đó hơn. Nhưng mà chúng ta thấy nè, cái thằng này đúng là hệ quả, nhưng mà để làm được cái chuyện đó có vẻ như Bloch phải ghép cả câu 1, câu 2, phải suy diễn từ câu 1, câu 2. À, thì chúng ta phải đặc biệt hóa cái câu 2 này với Socrates. Chúng ta sẽ có là gì, nếu Socrates là người thì Socrates phải chết, đọc ngược lại ha. Mà ở đây chúng ta có câu 1, Socrates là người, và chúng ta tôm đồng luận hai cái đó, và chúng ta sẽ có là Socrates phải chết. Thì như vậy đó là hệ quả logic. Và Bloch có phải làm được cái chuyện đó. Thì cái cách thức Bloch làm chính là nó dùng hợp giải SLD. Dùng hợp giải SLD vừa trước chúng ta đã nói. Vậy thì muốn biết nó làm sao kỹ hơn thì chúng ta đi lại cái bài vừa trước đó ha, để chúng ta rõ hơn. Và bây giờ chúng ta hỏi là Mickey có phải chết hay không. Để nhanh á, mọi người lấy lại cái câu truy vấn bằng cách nhấn cái dấu mũi tên nè. Nó sẽ lấy lại những cái truy vấn trước đó chúng ta gõ. Thì thay vì chúng ta gõ từ đầu, thì ví dụ chúng ta hỏi Mickey có phải chết hay không, thì chúng ta phải hỏi như vậy. À, Bloch báo ra là phone. Mickey không phải chết. Báo phone ở đây để hiểu rằng đây không phải là hệ quả logic. Rõ ràng đây không phải là hệ quả logic. Lý do là gì? Hai câu trên này đúng, nhưng câu dưới này có thể sai. À, rõ ràng như vậy. À, trong cái diễn giải mà Mickey này phải chết nè, thì câu 1, câu 2 vẫn đúng bình thường, có thể đúng bình thường, nhưng mà câu này là sai. Như vậy có một cái diễn giải mà là mô hình của câu 1, câu 2, nhưng mà nó không phải là mô hình của cái câu truy vấn. Như vậy câu này không phải là hệ quả logic, câu này đúng thật. Như vậy Bloch báo phone, như vậy nó không phải là hệ quả logic. Và ở đây chúng ta hiểu rằng Mickey không phải chết. Thì thực tế cái cách hiểu này nó không đúng lắm. Đúng hơn chúng ta phải hiểu là không biết. Không biết. Lý do là ở đây chúng ta không suy được ra là Mickey phải chết. À, không suy được ra là Mickey phải chết. Tức là nó không phải là true. Nếu nó true thì điều này là chắc chắn. Điều này là chắc chắn. Theo cái cơ sở tri thức chúng ta. Còn phone thì đơn giản ý của Bloch báo ra là nó không là hệ quả logic. Nó không là hệ quả logic. Và hình như vậy thôi. À, còn lại chúng ta suy diễn thêm, chúng ta nói rằng Mickey không phải chết là cái chưa đúng lắm, đó là cái chuyện chúng ta. Như vậy thì ở đây cái người mà dùng cái cơ sở tri thức hay là người truy vấn này rõ ràng cũng phải có cái kiến thức nhất định ha, về cái vấn đề ở đây ha. Câu báo ra như vậy cho biết rằng đây không phải là hệ quả logic. Mà nó không phải hệ quả logic, vậy thì câu hỏi là Mickey có phải chết hay không, thì chuyện này không biết được. Chúng ta chỉ biết một điều rằng đây không phải là hệ quả logic, có nghĩa rằng có cái tình huống hay là có cái mô hình mà câu 1 đúng, câu 2 đúng mà câu này lại sai. Như vậy nó không là hệ quả logic, thật đơn giản như vậy. Hay nói cái khác là có tình huống mà câu 1 đúng, câu 2 đúng mà câu 8 này sai. Còn nếu mà chúng ta nói Socrates có phải chết không, thì nó báo ra đây là true ha, báo true. Vậy thì chúng ta hiểu rằng đây là hệ quả logic. Như vậy
chúng ta khẳng định là gì? À, chắc chắn Socrates phải chết nếu nếu câu 1, câu 2 này đúng. Hay nói cái khác, nếu Socrates là người và nếu mọi người ai cũng phải chết vậy thì được, chắc chắn là Socrates phải chết. Thì đó là cái ý của hệ quả logic ha. Còn lại trở lại cái mystery này thì báo phone này chúng ta nên hiểu rằng chúng ta không biết, không biết được. À, như bạn nói là à ai cũng phải chết thôi, ai cũng phải chết. À, ai cũng phải chết. Vậy thì cái tri thức của chúng ta rõ ràng ở đây bị thiếu. Tri thức là đấy. Ở đây rõ ràng không phải chỉ là người ai cũng phải chết, mà bất kỳ cái gì cũng phải chết. À, vậy thì bây giờ ví dụ tôi sửa lại cái tri thức đó. Ở đây ha, ai cũng phải chết, không chỉ là người hay cái gì hết. Vậy thì chúng ta có một cái luật như vậy. Tôi sửa lại ha, tôi đánh phần trăm cái này để che cái đó đi. Tôi lưu lại, tôi cancel. Và bây giờ tôi truy vấn lại, tôi hỏi là Socrates phải chết không? Đúng như vậy. À, Mickey phải chết không? Đúng luôn. Nhưng mà đây là với một cái cơ sở tri thức khác ha. Vâng vâng. Rồi bây giờ khó hơn một xíu, khó hơn một xíu. Đó là chúng ta liên quan đến cái câu hỏi tìm kiếm. Chúng ta không chỉ câu hỏi yes no. Nãy giờ chúng ta đưa ra câu hỏi hay là cái tri vấn yes no đúng sai thôi. À, tri vấn yes no. Bây giờ chúng ta đưa ra một cái câu hỏi về đối tượng. À, ở đây ví dụ chúng ta muốn hỏi là có ai đó phải chết hay không? Có ai đó phải chết hay không? Vậy thì khi đó chúng ta phải hỏi như thế này. Is. Vậy thì is ở đây là biến, is ở đây là biến. À, chúng ta hỏi là gì? Có thứ gì đó phải chết không? Nên nhớ tôi nói là có thứ gì đó bởi vì cái miền phát biểu của tôi đây là tất cả các đối tượng mà. Không chỉ là người, à, không chỉ là người không. Thì cái câu đó như vậy chúng ta cũng không hỏi được, chúng ta phải đưa về tri vấn hạn định ở đây. Như vậy ở đây có biến nè, và đây là tồn tại. Lưu ý ha, như vậy nó mới là tri vấn hạn định. Thì chúng ta muốn hỏi là có tồn tại đối tượng nào đó mà đối tượng đó phải chết hay không? Thì chúng ta đưa cái này cho block. Và khi chúng ta đưa cho block cũng vậy. Bởi vì biến thì phải luôn luôn đi với tồn tại trong cái tri vấn hạn định. Dưới này nè. Cho nên chúng ta bỏ luôn cái chữ tồn tại đó. Chúng ta dùng biến không? Nhưng mà phải hiểu dưới này nè. Chỗ tri vấn này nè. Thì ít ở đây nó phải đi với tồn tại. Còn trên này nè. Là trên cái chương trình logic. Thì biến phải đi với mọi. Và chúng ta đều bỏ hết hai chỗ. Nhưng mà rõ ràng chỗ này nó khác, chỗ kia nó khác. Block sẽ tự động kết buộc bằng cái lượng từ tương ứng cho chúng ta. Nhưng mà tôi chạy thử. À, vậy thì block báo ra là x bằng Socrates. À, vậy thì Socrates phải chết. Vậy thì có vẻ như là nó thông minh hơn xíu nữa so với cái câu hỏi vừa rồi. Vậy thì phải chết x đó nó cũng là hệ quả logic. Nó cũng là hệ quả logic. Và hơn nữa, hơn nữa chúng ta tìm ra được cái trường hợp của x. Bởi vì tôi nói là gì? Tồn tại x phải chết x. Vậy nếu mà anh nói đó là hệ quả logic, tức là câu đó cũng sẽ đúng khi những câu trên đúng. À, vậy thì theo ngữ nghĩa anh phải tìm được x nào đó chứ để thế vô nó đúng. À, vậy thì tốt hơn là anh báo ra cho tôi biết cái mà anh tìm được đó, cái trường hợp làm cho nó đúng đó. À, vậy thì ở đây Socrates là một. Và block có thể liệt kê ra nhiều nữa nếu có nhiều trường hợp, đúng không? À, thì công việc của nó như vậy, đại khái nó là như vậy thôi. Mọi người gõ chương trình vào cái cửa sổ chương trình, lưu lại, nhấn nút cancel để block tiếp nhận cái chương trình đó và sau đó bắt đầu tri vấn. À, công việc lập trình viên là ở trên này. Làm xong chúng ta lưu trở lại, chúng ta đã xong việc của mình, chúng ta có thể bán cho người ta hay vân gì đó, không ạ? Còn khi mà người ta muốn tri vấn cái tri thức thì người ta xài chương trình của mình thì người ta phải lock nó lên, phải open nó lên, sau đó nhấn cái nút này, luôn luôn nhấn nút này ha, để cancel. Và sau đó người ta dùng ở dưới này, người ta gõ tri vấn, nhấn enter và block sẽ trả lời. Ha. Và bây giờ thì chúng ta có một cái cơ sở tri thức hấp dẫn hơn một xíu.
Ví dụ chúng ta có cơ sở tri thức gồm 4 câu. Tôi cho sẵn cái tri thức luôn, nhưng mà ở cái ngôn ngữ tự nhiên. Nhưng mà chúng ta bước 1 không có làm gì nhiều. À, ngoại trừ cái chuyện chúng ta phải hình thức hóa nó thành logic vị từ. Câu 1 nói là gì? Lan là nữ và chúng ta viết thành logic vị từ nó là woman Lan. Woman là vị từ, Lan là hằng. Câu 2 nói mẹ của Lan là nữ. Vậy thì woman mother of Lan, mother of này là hàm, tên hàm. À, Lan là hàng và woman là vị từ. Câu 3 nói là gì? Mai yêu nam, đó cũng là một cái sự kiện cụ thể, lớp mai nam. Câu 4 là một cái sự kiện tổng quát, nam yêu hết thảy mọi người với mọi x, lớp nam x. Và chúng ta đã khám phá ra tri thức bài toán và hình thức nó thành logic vị từ. Công việc tiếp theo của chúng ta là viết nó thành logic form. Nhưng mà cũng không làm gì cả, lý do là bốn câu này đều là bốn sự kiện, bốn phép, nó đã là logic rồi. Thì chúng ta qua bước 3 là chúng ta viết lại theo ngôn ngữ của Google. Thì theo những cái quy tắc nãy giờ chúng ta đã nói thôi. Tôi xóa cái này đi ha. Tôi viết lại. Câu thứ nhất nè, woman là, thì woman là. Ở đây cái lợi khi chúng ta dùng tiếng Anh vân vân, và chúng ta thấy đó, chúng ta tránh được những cái ký tự tiếng Việt có thể khó xử lý nha. À, rồi à, cái từ chúng ta thường nó ngắn gọn, chúng ta không cần gạch dưới rồi nữa, không không. Rồi cũng quy tắc vị từ phải viết thường, hàng phải viết thường. Như vậy tôi đã viết thường lại ha. Rồi woman mother plan chúng ta viết như thế này. Có thể thêm cái dấu gạch đó tùy chúng ta thôi, cũng không có cần thiết lắm. Rồi y xì phải viết lại. Đây thêm một cái quy tắc nữa là gì? Tên hàm mọi người cũng phải viết thường, mother of này cũng phải viết thường. Rồi ba này là lớp mai nam. Rồi bốn này là với mọi x, lớp nam x. Vậy thì nam là hằng, còn x là biến. Phải viết hoa lên và đương nhiên tự động sẽ có với mọi lần trước đây. Chúng ta không có cần gõ vào. Chúng ta lưu nó lại. À, để chúng ta xong công việc của lập trình viên. Thực tế chúng ta cũng phải kiểm tra xem chúng ta gõ đúng hay sai, đúng cú pháp của Google hay không. Thì chúng ta consult thử. Nếu nó báo ra error thì nó sẽ có lỗi. Ví dụ tôi thiếu một cái dấu đóng ngoặc ở đây nè. Tôi cố tình viết sai cú pháp ha. Chúng ta thiếu một cái dấu đóng ngoặc. Tôi cancel lại. Lưu lại đã ha. Rồi tôi cancel. Chúng ta thấy nó báo này là error này, lỗi tại cái dòng này syntax error rồi vân vân, báo cho chúng ta chỉ cách chúng ta chỉnh sửa. Vậy thì nếu có lỗi thì chúng ta phải sửa, lập trình viên chúng ta chưa xong, bởi vì đơn giản nếu có lỗi Google không có tiếp nhận cơ sở tri thức này được. Nó không thể hiểu được, sai cú pháp thì không có ngữ nghĩa được. Chúng ta đóng nó lại. Lưu lại ha, tôi test lại. Rồi ở đây chúng ta chạy, chúng ta thấy không có cái lỗi nào, mặc dù nó còn một cái warning chỗ này. Warning nó là cảnh giác thôi. Có vấn đề sơ sơ chứ không phải lỗi, chúng ta sẽ nói cái đó sau. Chỗ này chúng ta xử sau. Nói chung đây ổn ha, nếu có lỗi thì nó sẽ báo chúng ta phải sửa. Còn không, vậy thì chúng ta xong việc của mình. Rồi bây giờ người ta muốn xài cái cơ sở tri thức này. Người ta muốn tìm kiếm thêm cái tri thức từ đây, suy diễn từ đây. Thì người ta sẽ xài, và trước hết người ta phải cần sun cái này vào. Sau đó người ta xài. Xài bằng cách hỏi, blog trả lời. Ví dụ mà người ta muốn hỏi ở đây ha, một số cái ví dụ. Ví dụ người ta truy vấn của Minh Lan này. Vậy thì người ta muốn hỏi là Lan có phải là nữ hay không? Người ta muốn hỏi là Lan có phải là nữ hay không? Tôi đừng gõ dưới nè. Ha. Rồi tôi enter. Thì blog báo ra là true, cho thấy là Lan là nữ. Thì thực tế như vậy, đây là hiệu quả logic trên này. Chúng ta nói đây Lan là nữ này. À. Đây mọi người tự tự chạy thêm ở nhà nha. Đây tôi chạy rồi, tôi nói bên này. Bây giờ ví dụ, người ta muốn hỏi Mai có phải là nữ hay không? Thì chúng ta gõ truy vấn này, enter, blog trả lời là false. False ở đây cho biết là gì? Không thể suy ra rằng Mai là nữ từ cái cơ sở tri thức ở trên này. Từ đây làm sao suy ra Mai là nữ được? Nha, yeah, như vậy không phải là hiệu quả logic. Và chúng ta cũng sẽ không nên ngộ nhận rằng như vậy Mai không phải là nữ. À, cũng không nên ngộ nhận như vậy.
chỉ đây cho biết rằng đây không phải là hệ quả logic. Tuy nhiên, chúng ta dựa trên một cái giả sử rằng những cái thứ về bài toán chúng ta đều đã đặt tả hết ở đây, đều mô tả hết đây rồi. Nên khác nếu mai là nữ chúng ta đã mô tả nó trên đây rồi. Thì giống như ở trong những cái chỗ người ta bán vé, ví dụ bán vé tàu chẳng hạn, vậy thì chúng ta sẽ tới đó chúng ta tìm kiếm, hay chúng ta muốn đi tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng, vậy chúng ta coi ở trên cái bảng đó, nếu chúng ta có một cái dòng cho biết là có tàu đi từ Thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng thì chúng ta sẽ nói là có. Còn nếu mà không có dòng nào như vậy, có nghĩa là không có luôn. Đúng hơn là không có dòng nào nghĩa là không biết, người ta không có nêu đó ra. Nhưng mà ở đây thường người ta dựa trên cái giả định luôn là không nêu như vậy nghĩa là không có, hay là không suy diễn được nghĩa là không có. Thì nếu như vậy thì chúng ta có thể hiểu rằng Mai không phải là nữ. Trở lại chỗ này, woman Mai. Với cái giả định như vậy chúng ta hiểu cô này nghĩa là điều này sai cũng được. Đúng hơn blog chỉ báo là không phải là hệ quả logic. Còn trên cái giả định đó, nếu cái gì có thì chúng ta nêu hết rồi, thì như vậy woman Mai nghĩa là không nêu ra, tức là không suy diễn được từ đây không thể suy ra Mai là nữ, và như vậy thì hiểu rằng Mai không phải là nữ cũng được ha, với cái giả định như vậy. Rồi chúng ta hỏi là nam có phải là nam hay không ha, tức là man hay không. Thì ở đây ví dụ chúng ta hỏi man nam, vậy thì ở đây báo lỗi nha, ở đây ra đấy báo lỗi này. Khác với lại cái chuyện chúng ta hỏi Mai có phải là nữ hay không, thì mặc dù báo là phone, bởi vì ở đây chúng ta đã đề cập đến tính chất nữ rồi. Còn đây đồng bùng vô chúng ta hỏi là nam có phải là men hay không, vậy thì blog báo lỗi, bởi vì đơn giản là cái vị từ men này chưa xuất hiện ở đây, thì nói cách khác là chúng ta không có đề cập gì đến cái men cả. Cái men thì cái này nó trầm trọng hơn cái kia hồi nãy, nó không phải là phone, và như vậy là báo lỗi luôn. Thì đã cho thấy có nghĩa là lập trình viên đã quên nói đến cái tính chất men này. Còn nếu mà chúng ta có woman Lan mà chúng ta không có woman Mai thì thường chúng ta ám chỉ rằng Mai không phải là woman, nó không phải là chúng ta quên ha. Còn cái men này nếu chúng ta truy vấn ở đây mà không có thế này thì có nghĩa là chúng ta đã không khám phá cái tri thức về cái men đó, vâng vâng, thì như vậy không có xài nó được ở đây. Rồi bây giờ chúng ta muốn hỏi là có ai đó là nữ hay không, có ai đó là nữ hay không, thì chúng ta sẽ dùng cái truy vấn với biến mà chúng ta đã xài khi nãy rồi, woman is, ý ở đây là tồn tại, chúng ta enter. Thì ở đây chúng ta thấy block báo là is bằng Lan, is gì nãy thôi, Lan là nữ nè, nhưng mà nó vẫn còn dừng ở đây. Điều này có nghĩa rằng woman is này đúng là hệ quả logic, nghĩa là tồn tại is để cho is là nữ, và block có thể liệt kê ra cho chúng ta những cái tình huống như vậy, và nó đã liệt kê cái tình huống thứ nhất. Thì nếu mà chúng ta hài lòng với cái này thì chúng ta có thể dừng bằng cách nhấn dấu chấm. Vậy thì tôi biết là có người nữ và Lan là một cái như vậy. Còn nếu chúng ta muốn khám phá tất cả các trường hợp thì chúng ta nhấn dấu chấm phải. Ở đây tôi nhấn dấu chấm phải nè. Vậy thì blog báo thêm cho chúng ta biết là mẹ của Lan cũng là nữ. Ở đây chúng ta đã nói nè, mẹ của Lan cũng là nữ. Và chỉ có hai người đó là nữ thôi, nếu chúng ta dựa trên cái giả định nãy đã nói. Ở đây chỉ có thể suy ra được hai người này là nữ. Và nếu chúng ta nói là những cái gì suy ra được thì là đúng, và cái gì mà không suy ra được thì coi như là sai. Thì chỉ có hai người này là nữ ha. Rồi bây giờ chúng ta hỏi là nam có yêu Mai hay không. Nam có yêu Mai hay không. Vậy thì bộ lót báo là true. Vậy thì đây là hệ quả logic. Nhưng mà chúng ta lưu ý là nó suy ra từ đâu, từ đâu mà biết rằng Nam yêu Mai. Nó không phải là từ câu 3 này. Câu 3 này nói là gì? Mai yêu Nam. Mai yêu Nam chứ không phải là Nam yêu Mai. Và dĩ nhiên ở đây chỉ biết là Mai yêu Nam, không có biết được là Nam yêu Mai hay không nha. Nhưng mà từ câu 4 này nè, chúng ta nói là gì? Nam yêu tất cả mọi người.
Cho nên thì nam cũng phải yêu Mai thôi, thậm chí nam yêu hoa, nam yêu ai cũng 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 yêu hết ha. Đấy, bất kỳ ai, Hằng hay Lan hay gì đó đều yêu hết, thậm chí nam yêu mẹ của Lan không có luôn ha. Bởi vì đơn giản mẹ của Lan cũng là một đối tượng trong miền phát biểu thôi, là chúng ta nói nam yêu tất cả mọi người, thậm chí nam có yêu mẹ của mẹ Lan hay không, tức là bà ngoại của Lan à, chúng ta cũng có luôn đúng không ha. À, dĩ nhiên chúng ta nói là nam có yêu à, chị của Lan, sister chẳng hạn, sister of. Vâng, thì cũng cũng có, hay là bất kỳ ai. Và chúng ta lưu ý là mặc dù cái sister of này chúng ta chưa có nhắc đến, tức là chúng ta không có nói gì để đến chuyện vân vân, nhưng mà ở đây vẫn chấp nhận bình thường à, trừ khi chúng ta nói về ghét chẳng hạn, chúng ta nói à như vậy nam có ghét cái người đó hay không à, thì báo lỗi, lý do là chúng ta chưa có dính đến cái vị từ hết trên này, cái này trầm trọng à. Còn lại cái sister mặc dù chúng ta chưa nói thì vẫn chuyện bình thường à, vẫn chuyện bình thường. Ở đây chúng ta đã nói là nam yêu tất cả mọi người, thì chị La hay là ai gì đó hay bất kỳ một cái tên hàm khác đều được hết chỗ này. Rồi à, thì bây giờ ví dụ chúng ta hỏi là có ai đó yêu mẹ của mình hay không, có ai đó yêu mẹ của mình hay không, chúng ta sẽ chỗ này là x và chúng ta mother of x, tức là tồn tại x, x yêu mẹ của x, tức là có ai đó yêu mẹ của mình hay không, thì chúng ta có báo ra đây là nè, cũng từ của bốn này, của bốn nên nói nam yêu tất cả mọi người cho nên nam cũng yêu mẹ của mình, đó là cái suy diễn chúng ta nó xa hơn xíu nữa, khó hơn ha. Rồi ví dụ chúng ta muốn hỏi rằng có ai đó yêu nhau hay không, có ai đó yêu nhau, có cặp nào đó yêu nhau hay không, nếu mà chúng ta muốn hỏi có ai đó yêu ai đó hay không, đây là tồn tại, tồn tại chúng ta hỏi như vậy, và chúng ta muốn biết là có ai đó yêu nhau hay không, nghĩa là x yêu y và y yêu y, thì chúng ta phải viết như thế này, truy vấn của chúng ta như vậy nó sẽ là và, tồn tại x y lớp, x y và lớp y, thì như vậy gọi là yêu nhau. Và cái dấu và này không rõ được, cho nên ở đây chúng ta phải viết thành dấu phẩy, và là phẩy, à, phẩy là và. Rồi chúng ta enter. Thì như vậy ở đây có cho biết là gì? Mai với Nam. Mai với Nam yêu nhau, Mai yêu Nam và Nam yêu nhau. À, yêu Mai. Và Nam với Mai cũng vậy, bởi vì Nam yêu Mai, Mai cũng yêu Nam. Rồi và thậm chí chúng ta thấy đây một cái báo ra rất là hay. À, đó là gì? X bằng Y và Y bằng Nam. À, cái này chúng ta sẽ nói thêm sau. À, cái tri thức khám phá điều đó cũng khá là hay. Bây giờ giả sử chúng ta có thêm cái tri thức này. À, đó là gì? À, mẹ của ai cũng là nữ. Mẹ của ai cũng là nữ. Đương nhiên mẹ của Lan cũng là nữ rồi, cái chuyện này giả sử cái diễn giải ngoài đời của chúng ta thì rõ ràng mẹ của ai cũng là nữ à, vậy thì chúng ta có thể hình thức hóa cái câu này thành một cái luật, đó là gì, với mọi x y, x bằng mẹ của y thì kéo theo x là nữ, vậy thì chúng ta viết cái này trong block theo cái kiểu tôi đã nói rồi, cái vế trái chúng ta viết ở đằng trước và cái vế phải chúng ta viết đằng sau, dấu mũi tên ngược đó chúng ta thay bằng hai chấm gạch biến viết hòa vân, và cái dấu bằng này chúng ta vẫn dùng dấu bằng, x bằng thì chúng ta xài dấu bằng à, thì như vậy chúng ta sửa thêm lại cái cơ sở tri thức, chúng ta có thêm một cái câu nữa là woman, và thường chúng ta nên viết nó đi chung với nhau, tức là woman thì đi chung cái chỗ này, chúng ta nói là gì, mẹ của ai cũng là nữ. Rồi à, em ta cần xu
Rồi chúng ta sẽ truy vấn, viết lại như thế này. Chỗ này thầy ha. Rồi, chúng ta tự truy vấn mẹ của ấn nam có phải là nữ hay không? Thì câu trả lời là true, lý do là chúng ta đã nói mẹ của ai cũng là nữ. Ha, chúng ta nói mẹ của ai cũng là nữ. Thì chúng ta, mother, woman, mother of nam. Thì true là do cái câu 3 này suy ra, câu này. Và dĩ nhiên là câu chuyện này nó còn xa hơn, với chúng ta đã nói mẹ của ai cũng là nữ, cho nên mẹ của nam, tức là bà ngoại của nam, nó cũng phải là nữ thôi. Sorry, ở đây để tôi dùng sai cái tên ha, mother này là mother of, còn không nó hiểu cái hàm khác rồi. Rồi nó là true, và dĩ nhiên là mẹ của chị của nam chẳng hạn, mặc dù chúng ta chưa nói gì về sister, cũng phải là true thôi. Và ai nói chung mẹ của ai cũng là nữ hết. Thì bây giờ trả lời chúng ta sẽ truy vấn là woman is, tức là chúng ta muốn biết là có ai đó là nữ không. Thì bữa báo ra ít là Lan này, câu 1 nói ít là Lan là nữ, nhưng mà vẫn còn nữa, chúng ta nhấn cánh phải. Câu 2 nói mẹ của Lan cũng là nữ, do cái câu 2 này suy ra. Tuy nhiên vẫn còn nữa, thì chúng ta thấy cái cuối cùng này nó rất là hay. Nó báo ra là gì? X bằng mother of J. Cái này là một cái biến, đây là một cái biến thôi. Nhưng mà có nghĩa là gì? Bất kỳ ai nữa, biến này rồi, bất kỳ ai đi nữa mà thế vô cái chỗ này, chúng ta đều có mẹ của cái người đó. Mẹ của người đó là nữ, hay nói cái khác, mẹ của ai cũng là nữ. Vậy thì cái nó báo ra ở đây nó chính là cái hệ quả của câu 3 này. Ở đây á, trở lại chú Văn Minh nãy khi chúng ta truy vấn ở đây nè, chúng ta cần xuân nè, chúng ta thấy nó báo chỗ này một xíu ở đây ha, thì chúng ta đã dùng những cái biến, có những cái biến gọi là biến, biến mình biến nó, tức là ở đây chúng ta nói là nam yêu tất cả mọi người, thì cái chữ ý này chúng ta dùng một lần thôi, thì chỗ này chúng ta nên xài bằng cái dấu gạch dưới này, thì cái biến này nó gọi là biến vô danh. Tức là nam yêu tất cả mọi người, nhưng mà chúng ta không cần biết cái người người đó là ai, không cần biết người đó là ai, thì chúng ta dùng cái dấu gạch ở đây trở lên cũng vậy. Chúng ta thấy ít này xuất hiện 2 lần, y này xuất hiện 1 lần, vậy thì chúng ta sẽ thay cái y này bằng cái dấu gạch, dĩ nhiên để chữ y cũng được. Chữ ít này chúng ta không được phép thay bằng dấu gạch, lý do là cái gì đó, ai đó chỗ này, ít này là với mọi mà, cho nên ai thế vô cũng được, nhưng mà cũng phải thế cái người đó ở đây. Ai đó ở đây thì ai đó phải ở đây. Còn cái y này chúng ta không có quan tâm, chúng ta chỉ xuất hiện 1 lần, cho nên x này chúng ta không được phép gạch dưới. Thì chúng ta gạch dưới như thế này, vậy thì ai đó này và ai đó này có thể khác nhau, tức là đây coi như là 3 biến x y z khác nhau. Nhưng ở đây người chỗ này cũng phải là người chỗ đó, cho nên chúng ta phải dùng lại cùng cái tên biến như vậy. Còn chỗ này là không có dính líu gì cái này, thì cái biến này như vậy nó gọi là biến vô danh. Chúng ta lưu lại, chúng ta cần xuôi thì chúng ta thấy đây không còn cái quan niệm gì nữa, thì tốt nhất những cái chương trình logic chúng ta nó nên như vậy. Rồi nếu mà chúng ta muốn ghi chú thì dùng cái dấu phần trăm đó. Vậy thì cơ bản cái block nó như vậy.